Hello anh em nha. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em mẫu xe chạy cực kỳ bền chắc. Đó, đời 2002. Xe này là bản đủ máy động cơ tới 1.8 là anh chị nha, có túi khí nha, bản đủ. Đó thì anh em thấy không? Hay lúc này trời mưa rất là to. Anh em thấy không? Đi xe máy thì cực khổ. Anh em mua chiếc xe ô tô này chỉ có 115 triệu. Nếu anh em mình đã có bằng lái, có điều kiện đường xá ok, nên mua dòng này chạy rất là bền, bền thiên thu luôn anh chị nha. Ford Laser 2002 đèn ống chạy rất là bền. Em này nồi đồng cửa đá anh chị, đó là phân khúc C đại ca của thằng Vios đó. Còn anh em đi thêm một dòng nha, thứ nhất là mâm, là mâm đúc anh chị, mâm đúc thắng đĩa nè, mâm đúc thắng đĩa tích hợp xe bên hông luôn nè. Đăng kiểm á là còn đăng kiểm cũng mới luôn, vừa to quá anh em ơi, tháng 11/2023 ha. CNC mới trả xe anh chị nha, bốn mâm bốn vỏ rất là đẹp, cụm đèn chó đèn mới tinh luôn đó anh em nhìn nè. Biển số 94 xe ngay chủ nha, anh em có thể ủy quyền hoặc là ra tên đều được hết đó. 5 chỗ ngồi che nắng che mưa đó. 1 chỗ ngồi tính ra có nhiêu đâu, 1 chỗ ngồi còn không có 20, có mười mấy triệu chỗ ngồi à, mà được ngồi máy lạnh, được nghe nhạc, được an toàn, lấy cổ che thân, tội gì lấy thân che cổ anh chị đúng không. Trần nỉ zin, ghế da zin, cấp vô cấp ly nguyên bản, chưa lợp chưa chế chưa lọc gì hết, lòng về má về còn rất là đẹp anh chị nha. Đó anh em nhìn nè, rất là ok, bao xài bao chạy nha, bao chén bao quay đầu đó, anh em có thể lên lấy thử chạy thử cùng em. Vô lăng bốn chỗ đặc trưng đó của dòng Ford rất đẹp, có túi khí anh chị ha, rất ưu lộ ok anh chị nha. Kính bấm chạy lực rất là nhẹ, màn hình nghe nhạc đầy đủ luôn. Rồi bây giờ anh sẽ nổ máy cho em mình nghe một phần tiếng máy của xe nha. Máy nổ xe, máy động cơ máy chạy chỉ mới có 123.000 cây số thôi anh chị nha. Kính bấm nè anh chị, kính bấm này nghe teo luôn nè. Đó, kính bấm không? Ngon lành không? Kính bấm auto nha, kính bấm auto luôn chứ không phải là kính bấm thường đâu. Mưa to quá nè, mưa từ sáng tới giờ luôn, mưa 4-5 tiếng hồ rồi. Quá trời mưa lớn luôn. Cái máy của chiếc xe này anh chị, bao với anh chị xài nha. Chạy cực kỳ em bao xài bao chạy nha. Em lắm, chạy rất là bền nha. Không một tiếng hơi nước khói luôn anh chị nha, rất là nhất mới nha. Đó, cái máy nổ cực kỳ em. Anh em nói Vicuro đang quay nè, Vicuro mới luôn. Đó, mua về chứ gặp lên xe và đi thôi. Keo chỉ còn nguyên bản đầy đủ nha. Máy 1.8 lần này thì tiêu hao nhiên liệu 100 cây nó rơi vào tầm khoảng chỉ có 7 lít xăng thôi, 6,5 lít 7 lít. Xuân đầu còn tem bọt nhãn mát luôn nè anh chị. Tuy nó là xe cỏ hơn nhưng mà chạy rất là bền rồi em nha. Keo chỉ đầy đủ nè, bon điện nè anh chị nha. Zin hết luôn á, bao xài nha. Đó, chạy cực kỳ sướng và đầm. Đó, con khúc C thì được nó chạy đầm nha. Đó, để anh em mình 115 triệu đăng kiểm mới rồi. Đó, anh em có thể đến đây giao lưu đổ xe với em vẫn được, bao xài bao chạy, chạy kén quay ra đổ xe khác vẫn được. Đó thì để cho anh em chỉ 115 triệu, anh em ok nhấc máy alo cho nhân viên bên em qua số 0866 6789 71 nha. Địa chỉ cửa hàng em cứ gõ Google Thịnh Bến Tre, đi theo vị trí là tới. Rất là cảm ơn anh em mình luôn.